Xin chào tất cả các bạn, mình là Học. Hôm nay Học sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn cách tỉa một bông hoa từ đây. Đây là một miếng bí nhá. Và mình hay gọi là bầu, bí bầu. Bầu là quả kia, còn quả này là bí đất. Này để xào nấu canh tôm rồi luộc ăn khá ngon đấy các bạn. Thì để thực hiện cái tác phẩm tỉa bông hoa này nhé, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tỉa hoa kết hợp với lá và rích sắc nhé. Thì bông hoa này thường thì nó giống như hoa hồng đấy các bạn. Để tỉa được thì chúng ta cần gì, đó là chỉ cần một con dao tỉa như này thôi nhé các bạn. Thì sau đây Học sẽ đi vào phần chi tiết cụ thể nhé, các bạn hãy đón xem nhé. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ đi từ dưới lên trên nhé các bạn. Mình sẽ đi từ dưới đây này. Đó, đi từ dưới lên trên này. Dưới lên trên nhé các bạn. Ta sẽ đi dí dắt nhé các bạn. Này ta sẽ tạo cho nó cái đỉnh. Đây đây nhé các bạn. Cái này nó rất giòn nên là chúng ta lưu ý nhé. Sau đến phần này rồi thì ta sẽ cắt như này. Đó, cắt như này để tạo ra cái phần cánh cho bông hoa nhé. Đó. Cánh này nhé. Tiếp theo thì bên này mình cũng thế nhé, mình sẽ là làm đan sen so le nhé các bạn ơi. Bông hoa này thì chúng ta cần sự tỉ mỉ và khéo léo một chút nữa các bạn. Đó. Chúng ta bỏ đó, đó là cái phần này ra. Ok chưa? Đó, cánh này. Sau khi đó thì chúng ta sẽ bỏ luôn cái phần này đi nhé các bạn. Tí nữa ta tạo phần cánh ở đây, ta tạo phần ta sẽ tỉa bông ở đây. Các bạn. Cánh nha. Và bốn nha. Đó. Đó, chúng ta sẽ đi tiếp sắp nha các bạn. Xuống này. Mặt này này. Đó. Những cánh này nhé, mình tạo cánh bên trong nhé các bạn. Đó. Mình sẽ đi vào phần chi tiết hơn nhé các bạn. Đó. Đây đúng không? Cánh như này còn một cánh cuối cùng này. Ta cũng đánh chính xác như các bạn này. Rồi cho lên này. Đây cũng thế nhé các bạn. Xích xác này. Cho lên này. Đó. Sau khi cái này rồi thì chúng ta sẽ hạ ngửa nó ra. Bỏ cái phần này đi. Là bốn cánh như này rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào tạo phần cánh hoa nhé các bạn. Đó, phải bỏ phần này luôn. Đó. Bỏ phần này luôn.
Tiếp theo ta đến phần này. Bạn nhìn nhé. Đó. Sau đó thì mình sẽ bo tiếp tục nha các bạn. Chúng ta sẽ bo tròn cái này là. Bỏ ra. Ok chưa? Rồi ta lại đi tiếp. Phần này đi. Đó. Đi nhẹ nhàng này. Đó. Thường thì những bông hoa hồng liền cánh thì nó các bạn nhìn này. Rất đẹp luôn các bạn nhé. Đó. Ta bỏ phần này đi. Bo lại. Nó là sự kết hợp tổng thể giữa lá và nhịp bộ hoa bông hoa nhé. Sau đó thì chúng ta lại bỏ tiếp nhé các bạn. Chúng ta bỏ cái phần này đi. Nhẹ nhàng bỏ phần này đi nhé. Đó. Chúng ta bỏ nhỏ ha. Ta sẽ bo nó lại nhé. Đó, bo nhỏ lại này. Thấy không? Bo nhỏ lại. Đó, cái nhụy nó này. Nhìn thấy cái nhụy của nó chưa? Thì mình sẽ cho ngâm vào nước một chút nhé. Mục đích chúng ngâm vào nước này là gì, là để cho nó phần nó tạo cái phần cứng hơn nhé. Mình sẽ ngâm vào đây một chút, trong lúc chờ đợi thì mình sẽ ngâm vào đây một chút để tạo cho nó cứng các cái cánh như mình vút thêm, xong rồi mình sẽ tỉa cái nhụy sau. Vút nó ra này, bạn lưu ý nhé. Cái này mình sẽ vuốt nó ra này, vuốt nó ra hết cỡ luôn. Đó, mình sẽ vuốt nó ra hết cỡ nhé. Cái phần ít này thì mình sẽ cắt cho nó bằng một chút. Đó. Ta lại ngâm tiếp vào đây. Đó. Ngâm tiếp vào đó. Ngâm khi nào mà cánh nó cứng đi một chút. Các bạn lưu ý nhé. Chúng ta ngâm vào đây để cho nó cứng nhé. Sau khi nó cứng như này rồi. Đây các bạn nhìn này. Thì đã ngâm vào nước và nó cứng như này rồi đúng không? Thì nó tạo hình được rồi. Đây các bạn nhìn nhé. Đó, mình cút cái cánh ra này. Cút cái cánh ra nhé. Cút từng cánh một nhé. Đó. Ta tạo cái phần nhụy cuối cùng nhé. Phần nhụy này thì chúng ta làm từ từ thôi nhé.
lụy nhé. Đó. Bạn lưu ý cái phần nhụy thì mình làm nó tỉ mỉ một chút nhé. Mình đã hoàn thành xong nhé, tỉa bông hoa hồng kết hợp với lá nhé. Các bạn nhìn này, các cánh nó đan xen vào nhau nhé, nó nhụy như này nhé, cánh này ở ngoài nhé, rít rắc nhé. Này các bạn nhìn, đó. Các bạn nhìn nhé, đây bông hoa này. Các bạn nhìn thấy rõ không? Và xin chào các bạn, thì mình đã hướng dẫn và chia sẻ xong cho các bạn cách tỉa một bông hoa hồng kết hợp với lá nhé, ở ngoài nhé. Đây, nhụy của nó đây. Chỉ là xinh xắn cái này mà mình kết hợp thêm một chút phẩm màu ở đây nữa thì quá tuyệt vời luôn. Mình đã hướng dẫn chi tiết và cụ thể nhé. Các bạn nào quan tâm thì có thể nhìn và làm theo mình của mình nhé. Đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh cho mình một bình luận nhé. Để góp ý mình trong những video tiếp theo sẽ tốt hơn nhé. Và hẹn gặp lại các bạn.